Còn vấn đề tiếp theo nữa, Phương Lê và anh Luân là bạn trai của Phương Lê hiện giờ, là nghiêm túc, không có lừa dối khán giả. Tụi tôi có tình cảm với nhau và tụi tôi cực kỳ nghiêm túc. Đây là một cái tình cảm nghiêm túc, không có lừa dối hay bất kỳ cái thứ gì giống như mọi người suy nghĩ. Và tôi mong là mọi người đừng bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy nữa, và không được phép xúc phạm đến bạn trai Phương Lê nha, là anh Vũ Lâm. Các bạn đừng có ngậm máu phun người. Các bạn tự, trong cái tình cảm của chúng tôi hạnh phúc thì các bạn lại nói chúng tôi diễn. Các bạn không cho phép, các bạn không muốn chúng tôi hạnh phúc, và các bạn nói là chúng tôi đang lừa dối. Tôi hôm nay, Phương Lê, lời nói của Phương Lê, chịu trách nhiệm trước pháp luật là Phương Lê và anh Vũ Lân là người yêu của nhau nha, và anh Luân là bạn trai của Phương Lê, là người bạn trai duy nhất của Phương Lê, được chưa? Còn nói là Phương Lê đã đe dọa mà bé Mớm, chưa bao giờ Phương Lê đe dọa Mớm hết. Nếu nói như vậy, dám thề không? Dám đem con của mình ra thề không? Phương Lê đem con Phương Lê ra thề nè, dám không? Cái người mà Phương Lê từng giúp rồi á, nếu mà không phù hợp nữa, người mà Phương Lê từng chơi rồi, nếu không phù hợp nữa, Phương Lê im lặng, Phương Lê rời đi. Đó là bản chất của Phương Lê. Đe dọa, lấy bằng chứng ra rồi hả nói chuyện với Phương Lê nha. Đe dọa như thế nào thì phải lấy bằng chứng ra, chứ đừng nói khống, đừng vu khống. Phương Lê và những người thân của Phương Lê, những người mà liên quan trong cái chuyện này nè, liên quan tới Phương Lê mà bị ảnh hưởng trong việc này nè, là những người công dân ưu tú, là những người công dân có ích cho đất nước. Chúng tôi làm việc một cách rõ ràng, và chúng tôi đóng thuế cho nhà nước để xây dựng đất nước. Tại vì những công dân mà làm việc nghiêm túc, đóng thuế, có phải là những công dân ưu tú để xây dựng, góp phần cho cái đất nước càng ngày càng tốt đẹp hơn không? Những lời bịa đặt của các bạn trong thời gian vừa qua, tôi hy vọng rằng cái livestream này, khi các bạn nghe, mình là con người, mình phải hiểu đúng. Còn những bạn mà nghe thời gian vừa qua, các bạn hiểu sai trái gì về tụi tôi, thì các bạn nên hiểu đúng. Và các bạn đừng nghĩ mình có một cái tài khoản Facebook, rồi mình lên cái không gian mạng này, mình muốn phỉ nhổ hả, phỉ báng ai, mình muốn bịa đặt để mình hãm hại ai thì mình được quyền đâu. Các bạn không có quyền chuyện đó, làm chuyện đó đâu nha. Pháp luật vẫn còn đó. Phương Lê tự hào là mình là một người công dân yêu nước. Và ở đây, rồi bây giờ Phương Lê sẽ nói về những vấn đề nó liên quan nè. Làm gì có chuyện mà Phương Lê kết hợp với anh Luân rồi để kết hôn giả gì, đưa tài sản đi qua bên Mỹ lấy thẻ xanh gì không? Phương Lê khẳng định với mọi người, Phương Lê không có nhu cầu làm Việt kiều ở một đất nước nào hết. Phương Lê sống, sinh ra ở Việt Nam, và Phương Lê chỉ mong muốn khi mình chết, mình được chôn ở nơi đất nước của mình, quê hương của mình. Đó là lời khẳng định. Phương Lê đi nước ngoài, Phương Lê đi du lịch là Phương Lê chỉ là đi du lịch thôi, chứ lòng Phương Lê chưa bao giờ hướng tới mình phải sống ở một đất nước nào. Chứ đừng có cái chuyện mà phải chợ đem tài sản ở Việt Nam giấu rồi mang đi nước ngoài, giống như lời của Phương Anh nói, đó là bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt. Còn bạn Ly, tôi mời bạn đi cái ngày mà anh Luân mời tôi, mời Mớm, và không biết có mời bạn hay không, thì ngày hôm đó nguyên một đám đi ra Mandro ngày 15 tháng 9 gì tôi nhớ không lầm. Khi mà đi mời như vậy, tôi ngại, tôi không muốn ở cái resort bên gia đình anh Luân, nên tôi đã thuê một cái resort đối diện. Bạn có nghe livestream của tôi thì bạn nghe cho rõ nè.
Tôi mời bạn không phải ngày hôm nay tôi kể đâu. Chả là cái gì với tôi, trong tiền phòng 5-7 triệu không lại gì chứ. Nhưng mà ở đây bạn sai trái, bạn rất sai trái, cái đó là tự bạn nghĩ. Và bạn đi lên bạn kể như vậy, tôi không hiểu bạn kể là gì, mục đích gì. Mục đích muốn bôi nhọ tôi à? Tôi thuê đây là một phòng, một villa, một phòng ngủ đúng chưa? Tôi thuê tặng mớm và chồng cũng như con một villa, một phòng ngủ. Tôi, bạn đã ở cái villa mà tôi chọn một phòng, và gia đình bé mớm cũng ở một phòng. Còn tôi đi với trợ lý của tôi ở một cái villa hai phòng, cái villa to nhất ở đó có hồ bơi riêng, có phòng khách. Tại vì tôi làm việc ngày hôm đó, tôi nhớ là tôi live stream tại phòng khách. Thì tôi không hiểu vì cớ làm sao mà bạn lên bạn kể, bạn nói tôi là đi với trợ lý của tôi, rồi tôi cặp với trợ lý của tôi, rồi cái gì đó, mướn có 3 phòng chứ không phải 4 phòng. Vậy là bạn là người không hiểu biết rồi, chắc là bạn chưa từng đi những cái khách sạn, những cái resort như vậy, nên bạn không biết đúng không? Hôm nay Phương Lê sẽ nói cho bạn biết, trong resort người ta đó có một villa 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng, tùy vào những resort với tiêu chuẩn. Chứ không phải cái phòng nào cũng có một phòng ngủ. Một phòng ngủ là do mình chọn, còn hai phòng ngủ hay ba phòng ngủ cũng vậy, do cái nhu cầu của mình đi bao nhiêu người. Và tất cả những chuyến tôi đi công tác với trợ lý của tôi là đều là nhân sự ở công ty của tôi, họ đặt phòng cho tôi. Tại sao? Tại vì họ đặt để họ lấy hóa đơn. Thì tôi không hiểu bạn, tôi đã trả tiền cho bạn rồi. Tôi mời, tôi trả tiền. Ở khách sạn, ở resort là bạn lại không hiểu biết nữa rồi nè. Khi mình đặt phòng là mình phải trả tiền trước, chứ không có ai mà lợi resort 5 sao của người ta rồi ở rồi ngày mai mới lại trả tiền. Cái đó là do bạn chưa đi, bạn lại không biết nữa. Bạn chưa được ở cái tiêu chuẩn như vậy, bạn không biết. Là đúng, tại vì tôi là người từng kinh doanh resort. Trước đây tôi chưa ly hôn, là chồng cũ của tôi làm về resort khách sạn 5 sao. Nên lời tôi nói là đúng, ai ở trong này mình đến resort 5 sao, mình thuê, mình phải trả thẻ, mình trả tiền trước. Chẳng những phải trả tiền trước nha, và mình còn phải trả thêm một cái số tiền nữa, gọi là tiền đặt cọc, nói vậy cho dễ. Chứ không có ai mà ở rồi ngày mai đi ra trả tiền phòng, cái đó là xưa rồi nè. Và tôi không hiểu bạn đi ra ngoài đó, bạn hỏi tôi ở 3 phòng, 4 phòng gì đó để làm cái gì. Là cái thời điểm đó là bạn đã rình tôi rồi à. Sao vậy? Tôi chơi với bạn quá đẹp mà. Lúc nào tôi cũng tôn trọng bạn hết nha. Và ai lên so sánh giữa tôi với bạn, tôi đều nói bạn tốt hơn tôi. Coi lại live stream đi. Bạn giàu hơn tôi, bạn đẹp hơn tôi. Tôi chưa bao giờ tôi chơi dơ với bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không hiểu tại sao bạn như vậy. Và tất cả những thông tin nói tôi là cặp với lại quản lý gì của tôi á, là bạn nói y chang như cái con Phương Anh ở bên Mỹ nói. Thì tại sao lại cái cớ gì bạn lại như vậy? Và ở đây tôi nói bạn luôn nè, chuyện riêng tư, chuyện cá nhân của tôi, cho dù bạn có biết tôi có cặp với ABC nữa thì bạn không có quyền gì để nói hết ở đây. Bạn hiểu lý do tại sao không? Tôi là người đã ly hôn rồi, tôi độc thân, tôi single, tôi có quyền cặp với bất kỳ ai miễn người ta không có vợ. Bạn không có quyền nói điều đó. Bạn lên bạn nói tôi, bạn nói tôi, bạn nói là bạn trai của tôi là cũng cặp này nọ các kiểu. Sao bạn biết? Bạn tưởng tượng hả? Còn ai nói với bạn, đưa ra bằng chứng đi. Mình lớn rồi, mình nói gì cũng phải có bằng chứng hết trơn á. Tới thời điểm này, ngày hôm nay cái live stream này, tôi ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn là tôi chưa bao giờ tôi chơi xấu bạn, chưa bao giờ nói xấu sau lưng bạn. Còn bạn có làm điều đó hay không? Tự bạn hiểu. Và những lời khen ngợi của tôi, những cái mà tôn trọng của tôi dành cho bạn trước đây, xin lỗi cho tôi được thu hồi lại. Sau khi tôi nghe tôi thấy bạn live stream, bạn nói về tôi. Và nếu những cái cuộc live stream của bạn, bạn nói bóng gió, tại sao nếu bạn nói tôi thì bạn nói thẳng tên tôi luôn đi. Tôi tên thật là Lê Thị Hậu Phương, bạn nói thẳng luôn đi. Bạn nói thẳng tên tôi, bạn kêu thẳng tên tôi luôn đi. Như vậy nó mới né. Chơi vậy nó mới né. Đừng có né.
thụ bông ơ gì chứ á. Mình đã nói người ta như vậy rồi thì mình nói thẳng tên người ta luôn đi, rồi mình đưa bằng chứng luôn đi bạn. Bạn đưa tôi bằng chứng luôn đi, bạn đưa bằng chứng đi, chứ bạn đừng có. Tôi không hiểu lý do làm sao từ tôi không hiểu tại sao bạn lại có những cái suy nghĩ và bạn lại có những cái mà lên phát ngôn về tôi như vậy.